Cả nhà xem mấy cái trái dưa leo trắng này của mình á, hôm nay á, là mình thu hoạch được rồi nha. Coi nè, một hồi á, mình sẽ cắt ra mình ăn thử coi cái loại này nó có ngon hay không ha. Cái trái này là mình thấy nó to nhất nè, sợ nó chắc nó già rồi quá. Wow, ham chưa? Coi nè, nó to không? Bỏ dưới lòng bàn tay của mình nè. Đó. Lần đầu tiên mà mình trồng cái loại dưa này luôn, nhìn thấy thì nó đẹp mắt á, mà không biết ăn á thì sao. Cho nên là một hồi mình sẽ ăn thử nha. Hello, xin chào cả nhà nha. Hôm nay ra thu hoạch mấy cái trái dưa leo trắng nè, nhìn thấy ham quá chừng luôn đó. Ở bên đây còn hai trái nữa mình thu hoạch luôn. Phía bên đây mình thấy nó cũng có một trái nữa nè, tôi mình thả nó luôn. Xoay nó cũng được. Ấy dù. Tại vì một tay cầm cái máy quay, một tay hái là mình không có thể nào dùng kéo được hết á. Bên đây có một trái này mình hái luôn đi. Trái này là mình nghĩ là nó còn nhỏ, còn non. Như một tua của nó đó. Rồi mình hái nó luôn. Đó. Trái nào trái đó hả, gai quá chừng gai luôn á nha. Thấy ham không? Được một xì nhỏ. Cái loại dưa trắng này mình thấy nó cũng chịu ra bông ra trái nhiều lắm nha. Quá chừng bông, quá chừng trái luôn coi nè. Mỗi một nấc lá là cứ một cho tới hai trái luôn đó. Bây giờ cái dây của nó là mình thấy nó sung sung lên rồi. Đây nè, mấy cái trái ni ní nè. Nhiều chưa? Thấy cưng không? Đó, cái dây của nó ha, cái thân của nó đó. Cái dây nó ú nù à. Là cái dây nó khỏe. Ở dưới đây cũng còn một số trái nè. Đây có trái nào nè. Có một trái nè, thu hoạch luôn ha. Đây. Chắc bẻ luôn đi. Mặc dù là nó còn nhỏ nhưng thôi bẻ luôn. Đó. Đây hái luôn đi cả nhà ơi. Thôi một tua nó mình hái luôn đi. Rồi. Đó, hái ham không? Để mình qua phía bên đây cho nó có cái bóng mát á. Rồi mình sẽ xử lý mấy cái trái dưa leo này ăn thử coi nó có ngon hay không nha. Ngồi phía bên đây ngay chỗ gốc cây nhãn nè. Chỗ này á, thì nó có cái đó. Chỗ này thì nó có cái bóng mát. Mình lại đây mình ngồi mình ăn nha. Cái trái này là mình mới rửa xong. Ăn cái trái bự nhất để coi cái là nó già hay chưa, là mình biết mấy trái còn lại là nó già hay nó non à. Đây mời cả nhà ăn thử nha, cái loại dưa leo trắng này, lần đầu tiên mình trồng nè. Cũng lần đầu tiên ăn luôn, không biết cái loại này ngon không. Cái trái này á, mình thấy là cái hộp của nó chưa có già nha. Đúng ra cái trái này mình thấy nó cũng hơi vừa tới già rồi đó. Nó vừa tới thôi. Nhưng mà nó cũng chưa có đến nổi. Tại cái hộp của nó đó, mình thấy nó còn mềm. Ăn thì mình thấy nó giòn. Cái vỏ phía bên ngoài á, thì nó hơi bị, giống như nó hơi bị dày á. Có thể cái trái này nó vừa mới cứng tới đó, nó vừa mới già tới đó, cho nên là cái vỏ của nó mình ăn nó hơi bị cộm. Nó giống như nó bị dai dai, nó dày á, nó hơi dai dai. Để mình lấy thử một cái trái mà nó giòn giòn á, mình ăn thử coi nó có ngon không nha. Mình nghĩ là nó sẽ giòn hơn, tại cái vỏ nó còn non á, nó nhỏ đó, thì ăn nó sẽ giòn hơn là cái trái đầu tiên nãy mình ăn. Đúng như mình nói luôn. Cái trái này nó còn non. Nó chưa có cái hộp luôn. Cái hộp của nó còn rất là nhỏ ha. Mình cắn sâu bên trong thì nó có hộp. Nhưng mà hộp nó rất là nhỏ. Còn cái trái đầu tiên mình ăn cái hộp nó bự rồi nè. Đó. So sánh hai cái nó khác nhau không? Cho nên cái trái này, cái vỏ của nó đó, ăn nó rất là giòn. Mà nó không có độ cứng, không có độ dai. Mới mốt cái loại dưa này đó là mình hái giòn giòn cỡ này thôi. Đây, giòn giòn cỡ này thôi. Đừng có để cho nó bự cỡ này là nó vừa mới cứng tới rồi. Nó chưa có già nhưng mà nó vừa mới cứng tới đó. Ăn như vậy thì nó ổn. Ăn cỡ này ngon nè.
Bây giờ mình sẽ qua phía bên đây để mình thu hoạch cái đám rau muống của mình nha. Nó cũng chưa có nhiều lắm, nhưng mà có thể là đủ xào cho một dĩa rau muống xào tỏi cho hai chồng mình ăn. Đó, hai cái chậu này là mình trồng hai bụi rau muống vô trong đây nè. Đợt đầu tiên mình thu hoạch á, cái cây nó còn yếu lắm, tại vì mình mới trồng á. Còn bây giờ là nó bắt đầu là nó mập lên rồi nè, thấy cưng không? Cái này mình trồng cái là mình cắt như vậy là nó cứ nhảy nó lên cái khác để cho mình ăn thôi. Mấy cái rau muống này là mình mua tại cái vườn Magnolia Garden Nursery đó. Mình ươm mấy lần rồi nó không thành công, cho nên mình ra mình mua đại. Hình như 2-3 chậu gì nó quên rồi. Đó, cái cọng của nó vậy là cũng ngon rồi ha. Mình cắt hết bao nhiêu đây là vô cũng xào được một chậu nhỏ. Một dĩa chứ, một dĩa nhỏ. Đâu mà có cỏ mọc đây nữa nè. Cứ trong vườn mỗi một loại gì đó, mình trồng một ít. Cái là mình ăn, cái là mình ra mình thu hoạch mình ăn hả? Nó ngon lắm, nó tươi á. Cái này đem vô xào là ngon lắm á nha. Luộc chấm cũng ngon, luộc chấm chao hoặc là chấm thịt kho, cá kho cũng ngon. Cái chậu bên đây mình thấy cái cây nó còn yếu. Nó ốm hơn cái chậu bên kia. Nhưng một tua của nó là bắt buộc là mình phải thu hoạch luôn, mới đủ một chảo ăn. Cũng được một xịa nhỏ nha. À, bây giờ mình sẽ đi lên sân trước. À, phía bên đây nữa nè. Phía bên đây mình thu hoạch cái rau cải trắng của mình. Nó kêu là rau cải cầu vồng, nhưng mà cái cây loại này mình trồng là màu trắng. Nay nó cũng phung phúng lên rồi. Đợt hổm mình thu hoạch hết một đợt rồi, nay nó ra cây nó lá nó to hơn đợt vừa rồi nè. Đó, cả nhà thấy không? Hai chậu xanh này. Xong rồi mình lên sân trước, cái tới giờ anh Long về rồi, cái mình canh ảnh về á. Thấy không? Ảnh ra bên thông phía bên kia mình sẽ trồng cái cây đào xuống luôn. Đây, đợt này mình thu hoạch thì cái lá của nó khỏe hơn, nó to hơn nè. Cái đợt đầu tiên á thì cái cọng nó nhỏ ha. Cái này là chưa có bự đâu, nó còn bự nữa. Cái loại này mình thấy là cái thân và cái bẻ lá của nó rất là to. Tốt lắm, cái loại này nó tốt, nó khỏe lắm. Nó có nhiều màu, nhưng mình thấy cái màu trắng này là nó khỏe. Cái lá nó to, cho nên là mình trồng cái màu trắng này. Coi cái bẹ nó trắng nõn luôn, đẹp không? Giòn gùm mà. Rồi, lại được một xỉa rau. Đây cả nhà ơi, một xỉa rau nữa rồi. Đó, cứ đi ra ngoài vườn là hết. Có cái này thu hoạch là có cái kia thu hoạch thôi. À, lấy cái kéo. Ở bên hông đây mình thấy có hai trái dưa leo. Có hai trái dưa leo cho nên là mình ra mình thu hoạch luôn. À, cái hàng này của mình á. Ôi, cái nón lá. Cái hàng này của mình là trồng tùm lum tùm la, dây bí cũng có, dây mướp cũng có, dây khổ qua cũng có. Tại vì mọi thứ mình ươm hạt giống á, cái nó rớt lại. Và ở đằng đây thì có một gốc dây su su. Nó bắt đầu là tất cả các dây là nó bò lên trên vàng rồi. Thấy cưng không? Bỏ cái xỉa rau này đây. Bỏ cái nón lá. Cái dây nó ấy vô cái con cổ, nó xiết cái cổ lại. Bỏ cái xỉa đây đi, đi qua bên sân trước nha. Giờ là 5 giờ mấy, 6 giờ rồi đó.
mà trời cũng còn nắng với sợ nắng luôn. Ở phía bên đây cũng có mấy dì dưa leo đó, mình thấy cái trái của nó nè, già rồi ta. Ôi cái trái này nó già rồi cả nhà ơi. Ơi ơi, cái dây của nó không được khỏe cả nhà thấy không, tại cái đợt đó là mình ươm á, ươm nó không có được tốt cả nhà ơi. Mấy cái tuần đó mình ươm là trời âm u, còn nó ra trái nè đó, mỗi nâng lá ăn trái hay cưng không cả nhà. Nhưng mà đậu hay không đó là vấn đề nha cả nhà thấy ha, mỗi nấc lá đều là một trái hết, thấy cưng không, tuốt lên trên ngọn luôn đó mà nó vẫn có trái nè đó. Nhưng mà vấn đề là nó phải đủ sức nó mới nuôi trái được, còn nếu không là đâu có nuôi được đâu. Bên đây nữa nè, bên đây thì mình gán ra sức mình chăm nó lại thì thấy là cái lá nó bắt đầu nó khỏe khỏe, nó xanh lại nè. Chứ đợt trước là y như cái cây bên kia, cái lá nó vàng, nó hối tội luôn á. Cái mình bỏ mấy cái phân gà, phân bò vô đó, rồi bỏ phân 3 số 15 á, phân 3 số 15 thì nó tốt cho lá đó, coi như biết cái gì là thúc vô cái đó. Coi cái trái của nó nè cả nhà, đó thấy thương không. Dưa leo á, mấy cái này là nó phải khỏe nó mới ra đậu trái, còn nếu không là nó không có đậu nổi đâu đó. Cưng chưa, được thêm 2 trái nữa nè. 2 trái dưa leo. Để ăn thử cái loại này cả nhà nha, lại đây ngồi cho nó mát. Ây da, khỏi rửa đi, mình chùi chùi ăn được rồi. Anh Long á thì anh thích ăn cái loại dưa này, cái loại dưa mà trái dài nè, tại vì nó giòn, nó giòn với lại nó ăn nó ngọt. Để ăn thử cái trái này nó già chưa nha. Còn non cả nhà ơi, coi cái hộp của nó nè, nó còn non. Nó giòn rụm luôn á. Cái giống dưa này không biết là có phải mình mua không, dưa Nhật hay gì đó. Trong Home Depot cũng có bán, Evergreen Nursery cũng có bán, hoặc là mình mua hạt giống về mình ươm cũng được. Mấy cây này là mình ươm hạt giống, mình có hộp sẵn. Cái dưa Nhật này ngon cái nha, dưa Hàn cũng ngon nữa. Để đây nha, để cho nằm đây, lên coi anh Long về. Mình thấy anh, mình nghe tiếng anh Long về rồi, cái phone nó báo là anh Long anh về tới nhà rồi. Với lại thì Định á, nó chơi với mấy bạn á trên sân trước nè. Chiều mát cái là Hay Định nó ra chơi với đám bạn ở trong khu sớm nè, thấy ghét không. Mùa hè không có đi học cho nên ở nhà có mấy người bạn trong khu sớm cũng đỡ buồn. Đi làm về cái là ra vườn đây. Mấy cái thùng mót này là mình đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, mình xin về để sẵn vô cái mùa mát á, là trồng rau. Có con gì ở dưới không anh? Đâu có con gì đâu ha. Mà sao cây sori là đúng ra nó dễ trồng dễ sống lắm mà nó lại chết kỳ ghê luôn á. Cái rễ đó có bị gì không anh? Có úng có gì không? Kỳ vậy ta, đang tốt, tươi, khỏe, mạnh, kỳ cục. Trong cái chỗ này là đất nó vẫn còn tốt anh ha, cho nên là mình khỏi bỏ đất vô thêm. Giờ bỏ cái cây đào này xuống, đào đô nít này xuống. Cây này cũng to đó nha, hy vọng là nó sẽ năm sau đi, hy vọng năm sau ra trái cho mình, ra mình thu hoạch. Vô cái mùa này giờ là 6 giờ rồi đó, mà trời còn nắng chang chang luôn. Hổng giờ em không có tưới. Cho nên là anh dễ lấy ra đó. Em biết là có ý định trồng cho nên là không có tưới vô trong đó. Giỏi vậy. kinh nghiệm nhiều năm, lâu năm rồi. Còn đi cao. Đào xuống sâu chút nữa hả? Ừ, đào xuống sâu. Rồi ghen trở lên. Cái tắc này của mình bây giờ nó cũng còn lai rai một số trái nó chín nè, để mình cắt vô luôn. Nghe cái mùi tắc này thèm nước mía đó anh. Đúng rồi. Nghe mùi nước mía là ngon lắm. Rồi. Được chưa? Được rồi. Này năm sau có trái nổi không anh? Chắc có mà ha. Được.
được. Giống như cây hồng mềm của mình á, trồng xuống cái là nó có bông có trái luôn, cái cưng gì đâu á. Mà mấy giống nó khỏe phải không anh ha, nó mạnh á. Trong xóm có mấy đứa nhỏ cỡ cỡ tuổi nhau cũng vui, nó chơi. Anh nói đợt trước hai đứa gái bên đó nó qua nó kiếm hay địch luôn ha. Ừ, nó vô tới nhà nó kiếm. Hay định có gái tới nhà kiếm luôn. Số đào hoa mới nhỏ xíu à, có hai ba cô tới kiếm rồi. Có mấy tái tắt thôi, đem cái xịa cho bữa giảng nè. Mới đổ rác á, cho nên anh bỏ vô thùng rác anh đẩy ra ngoài luôn đi. Đang chơi 50 hay gì mà nghe điếm số tốn tiền hay gì đó. Dây bí rợ của mình nó cũng đang ra trái nè. Bí đó là bí rợ. Bí rợ anh, cái bí mà nó giống như trái hồ lô, anh nói ăn nó dẻo nó ngon đó. Đó, một trái nha. Ở đâu dưới đây mình đây nè. Ừ. Đó đây nè, trái nằm đây nè cả nhà thấy không? Đó. Trái nó nhỏ cũng nhiều lắm mà giờ mình không biết nó đâu nữa. Lúc mà mình không có quay á thì đây nè. Thì thấy nó nhiều lắm đó. Đó, thấy cưng không cả nhà? Đây nữa nè. Nhiều lắm anh ơi, đây nè. Đâu? U cái trái nó bự rồi đó. Cái trái này là bự luôn rồi nè, không để ý nè. Cưng không? Cái loại nó đang anh dạch cái lá trên anh. Đó, thấy không? Oh, no, đó, cưng chưa? Trái nhiều lắm cả nhà nha, mà mình như trồng. Mình đó, cái lũ bự kìa. Dạ, yeah, thì cái đó em thấy rồi. Cái mấy cái hình như 3 hay 4 dây gì đó, mình trồng trong cái khuôn đó. Mình thích trồng vô mấy cái thùng xốp đó, dễ chăm sóc lắm. Tưới nước, bón phân gà, phân bò vô thêm cho nó chăm vô đó, nó tốt lắm. Nó không có tràn ở bên ngoài. Cây hồng cưng ha. Mày tưởng chết rồi chứ. Nhà bữa nay, năm nay nó cũng lên lá, nó ra trái. Tại mùa đông nó rụng lá chứ không phải nó chết anh ơi. Đợt hổm mua về á, cái mình trồng xuống cái vô mùa đông nó rụng hết trơn lá. Lần đầu tiên trồng cái giống này mà đâu biết đâu. Tưởng là thôi rồi xong rồi. Ai đâu vô mùa xuân đó. Mọc lá rồi mọc bông luôn. Cưng ơi là cưng á. Mừng hết lớn luôn. Đó coi nè, trái của nó nè. Cái nhánh này á, mà mốt mà nó trái nó bự là nó chắc là hồi nó xà xuống luôn á, cưng không? Rồi thôi đi vô trong nhà tắm rửa ăn cơm.